Xin chào mọi người. Gấu sẽ dắt mọi người đi tìm bông hoa tiết nha. Sau đây là những địa điểm có hoa tiết. Với cái hoa tiết này thì mình có thể nhuộm quần áo, với lại chế chậu hoa nè. Chậu hoa màu trắng chế trong bàn gỗ con ngựa nha mọi người. Đây là những địa điểm có hoa tiết. Đây, mình dùng hoa tiết để chế mấy cái chậu hoa này nè. Đi nhặt chút xíu là được 14 bông rồi đó mọi người. Nhớ like và chia sẻ, theo dõi kênh của Gấu nha. Tạm biệt mọi người. Chúc mọi người thành công.